Bác sĩ ngán ngẩm vì bệnh nhân nghiền cả bát kiến ba khoang đắp chữa nấm. Nghe mách chữa nấm da bằng kiến ba khoang, bệnh nhân cất công bắt rất nhiều kiến cho vào bát, nghiền ra rồi đắp vào vùng bị nấm ở bẹn, khiến toàn bộ đùi, vùng sinh dục bị loét, đau, rát, sốt và nhiễm khuẩn máu. 3 ngày trước, nam thanh niên tên T, 19 tuổi, tại Hà Nội tiếp xúc với kiến ba khoang ở vùng kín. Từng bị một lần, anh lấy thuốc cũ để bôi vào vết thương, đỡ phải đi viện. Lúc đầu chỉ rát, 1-2 ngày sau tổn thương loét rộng ra, gây đau đớn bất tiện, anh T mới đi khám. Tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2022, có khoảng 900 bệnh nhân bị viêm da kích ứng đến khám, một nửa trong số đó do viêm da tiếp xúc với kiến ba khoang. Đầu tháng 10 đến nay, số bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc kiến ba khoang không giảm. Kiến ba khoang gây bệnh cho người thông qua bám đậu vào khăn mặt, quần áo, giường chiếu, chăn màn hoặc tiếp xúc trực tiếp vào da. Bệnh thường xuất hiện ở vùng hở như là mặt, cổ ngực, vai, gáy, tay chân. Sau khoảng vài giờ tiếp xúc với dịch tiết của kiến, mức độ bệnh phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc và nồng độ chất tiết của kiến ba khoang. Ban đầu tổn thương rát đỏ thành vệt, thành đám nền hơi cộm, trên có mụn nước hoặc mụn mủ li ti. Vùng trung tâm thương tổn hơi lõm màu vàng nâu, hình tròn hoặc là bầu dục. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Thùy, trưởng khoa điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em Bệnh viện Da Liễu Trung ương cho biết, nếu không chẩn đoán đúng bệnh hoặc tự điều trị bằng chà sát mạnh, tổn thương có thể biến chứng nặng nề. Rất nhiều người không đến khám bệnh ở bệnh viện mà tự mua thuốc về uống và bôi. Thông thường bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm với zona, cho bôi và uống thuốc, làm cho tổn thương lan rộng nhiều hơn. Dịch của kiến ba khoang khi tiếp xúc với da sẽ gây ngứa, nhiều người chà sát, cào gãi làm tổn thương càng lan rộng. Có trường hợp bị dính dịch ở vùng đuôi mắt, bầu mắt, chà sát khiến tổn thương rất nặng nề hoặc là đến mức nổi hạch. Vết loét sâu có nguy cơ để lại vết thâm và sẹo rất lớn. Cá biệt hơn, có những bệnh nhân nghe mẹo dân gian lấy kiến ba khoang để chữa nấm da vùng bẹn. Họ bắt nhiều kiến nghiền ra và đắp vào tổn thương. Tuy nhiên, toàn bộ vùng đùi, vùng sinh dục bệnh của bệnh nhân bị trượt loét, đau, rát, sốt và nhiễm khuẩn máu, bác sĩ Thùy chia sẻ. Theo các bác sĩ, kiến ba khoang có độc tố Bedorin, độc tính mạnh gấp 12 đến 15 lần, nọc rắn hổ mang, nhưng do lượng tiếp xúc nhỏ và chỉ ở ngoài da nên chủ yếu gây bỏng da, dễ nhầm với zona thần kinh. Khi bị kiến ba xoang tiếp xúc với cơ thể, không nên dùng tay đập chết kiến để tránh độc tố tiết ra. Viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang thường khỏi nhanh nếu xử trí đúng cách. Khi bị dính chất độc, tránh gãi hay là chà mạnh vùng da bị tổn thương, phải rửa ngay, trung hòa bằng xà phòng, nước muối sinh lý hoặc cồn 70 độ, bôi thuốc làm dịu da ví dụ như kẽm. Nếu thấy dị ứng, kích ứng da thì nên đến cơ sở y tế khám, không tự ý điều trị để tránh các biến chứng nặng nề hơn. Tuyệt đối không tự ý bôi đắp các loại tự chế ví dụ như là nhai gạo nếp, đậu xanh, kem đánh răng hoặc là một số loại lá cây làm bệnh nặng thêm và bội nhiễm. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.